Múa lân sư rồng là một nghệ thuật truyền thống đặc sắc, dung hòa vũ đạo, âm nhạc kiếm thuật thành một. Từ xưa đến nay múa lân luôn trường tồn cùng năm tháng, truyền thụ qua nhiều thế hệ, miễn là các hoạt động lễ hội nhất định phải có múa lân góp vui. Làng của A Quyên tổ chức lễ hội múa lân mừng tân xuân mỗi năm một lần, mọi người đến xem đông đúc khiến A Quyên không nhìn thấy gì. Người thành công luôn có lối đi riêng, không đi được thì mình bò. Mọi người đều biết hoàn cảnh đáng thương của A Quyên, vì nhà nghèo nên bố mẹ đi làm công ở Quảng Châu mấy năm rồi không về nhà. A Quyên lên phía trên xem được toàn cảnh, cầm vỏ dưa hấu làm cho con bò múa qua múa lại. Khiên tráng thành trướng mắt nên là một quyền tách đôi vỏ dưa, đừng có làm lố quá không lại thành ô dề nha em trai. Đầu năm đầu tháng A Quyên chỉ vui vẻ chút thôi, nhưng với tráng thành thì lại cảm thấy đen đủi vì bị đứa ốm yếu, như A Quyên chắn mất đường, nên đòi A Quyên đưa lì xì cho mình xem như bồi thường. Nhóm của tráng thành vừa mới chấn lột được bao lì xì của A Quyên, thì lại bị một kẻ khác đội đầu lân cướp lại. Mọi người không biết kẻ giấu mặt kia là ai, chỉ thấy thân thủ cao cường quăng một phát bao lì xì dính luôn trên đỉnh cây. Tráng thành bực mình đội đầu lân và solo với tên kia, nhạc lên hai con lân đuổi nhau tóe khói. A Quyên lỡ mồm cổ vũ lân đỏ liền bị nhóm tráng thành đe dọa, hai con lân một đen một đỏ đuổi nhau trên sạp, bên dưới pháo nổ mịt mù. Lân đỏ bị đạp một phát té xuống dưới nhưng nhanh chóng đuổi kịp lân đen. Ngay khoảnh khắc tráng thành chạm được đến bao lì xì liền bị lân đỏ đá bay mất, không ngờ miếng vải bị rách khiến lân đỏ rơi xuống luôn. Với thân thủ siêu phàm, lân đỏ lộn nhào mấy vòng slow motion qua chỗ A Quyên, khiến cậu nhận ra lân đỏ là con gái. Tráng thành thua nên không cam tâm nói huynh đệ ngăn lân đỏ, A Quyên ở dưới liền lấy chiến mã ra chở lân đỏ chạy thoát khỏi đám người. Màn rượt đuổi quanh làng khiến ông cụ này muốn ăn tô mì cũng không yên. Sau một hồi náo loạn thì A Quyên cũng cắt đuôi được bọn chúng, sau đó vứt xe sang một bên cùng lân đỏ chạy lên đỉnh đồi thơ mộng toàn hoa, là hoa. Qua lời giới thiệu mới biết lân đỏ cũng tên A Quyên, và tên của cả hai người đều chỉ dùng cho con gái. Lân đỏ còn tưởng A Quyên biến thái nên mới đặt cái tên nữ tánh. Thì ra hồi nhỏ A Quyên sức khỏe yếu, nên bố mẹ cậu đặt cho một cái tên con gái để mang đến may mắn. Hai người suy cho cùng quen nhau trong hoạn nạn, nên lân đỏ tặng chiếc đầu lân cho A Quyên nhưng cậu lại không biết múa. Lân đỏ liền nói cậu đội vào nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng gầm gừ trong lòng, đừng là một con mèo bệnh suốt ngày bị ức hiếp, mà hãy trở thành một con sư tử hùng dũng. Sau đó lân đỏ để lại cho A Quyên tờ quảng cáo một cuộc thi múa lân và rời đi. A Quyên nhìn mới phát hiện thì ra lân đỏ là quán quân, cũng là đại sứ quảng cáo cho cuộc thi này. A Quyên không biết mình có làm được trò trống gì không, thì một bông hoa gạo rơi xuống đầu cậu. Lân đỏ giải thích hoa gạo còn được gọi là hoa anh hùng, A Quyên là người được hoa anh hùng độ cho. Đêm giao thừa cũng chỉ có A Quyên và ông nội ăn cơm với nhau vì bố mẹ đều bận đi làm công. Sau bữa cơm A Quyên liền gọi điện cho bố mẹ cậu cũng chỉ có thể động viên con trai chăm chỉ học hành. Bố mẹ cố gắng làm lụng thêm để kiếm tiền cho cậu học đại học và hứa năm sau sẽ về ăn Tết xem múa lân với cậu. A Quyên nhìn tờ quảng cáo cuộc thi và tấm hình chụp chung với bố mẹ, mấy năm nay cậu chỉ muốn gặp bố mẹ mà không được, đành ước nguyện với Phật cho cậu đi Quảng Châu để gặp bố mẹ. Sau đó A Quyên quyết định tham gia cuộc thi múa lân, khí thế đang đùng đùng dâng lên thì vấp chân té cái ô rể. A Quyên đi tìm đứa bạn thân A Miêu và nói rằng mình muốn múa lân. A Miêu còn tưởng A Quyên ra ngoài bị đụng trúng đầu nên nói năng khủng điên, chưa kể muốn kiếm đầu lân cũng không phải dễ. A Quyên liền lấy đầu lân ra khoe, còn kể chuyện về cô gái xinh đẹp đã giới thiệu cuộc thi cho A Miêu. A Miêu vừa nhìn thấy đã chảy máu mũi, còn quay xe đồng ý tham gia. Vẫn còn thiếu một tay trống, A Miêu liền dẫn A Quyên đến chỗ A Cẩu bán thịt. Dòm hai cái tay đang chặt thịt kia là thấy uy tín rồi, nhưng A Cẩu từ chối vì phải làm việc để kiếm tiền nuôi bản thân, tay vừa làm vừa ăn bò viên của quán bị ông chủ phát hiện và xin vĩnh biệt cụ. A Cẩu nghe thấy cuộc thi có cả bao ăn bao ở liền đồng ý, ba người sau đó đi khắp cả làng xin mọi người tài trợ cho nhóm mình cái trống. Đột nhiên quả trứng thối từ xa ném trúng đầu A Cẩu khiến ba đứa ngã nhào. Tráng Thành cùng đồng bọn xuất hiện chế nhạo ba đứa vô dụng thế kia, thì làm nên cơm cháo gì, trước một Tráng Thành đô con như vậy, ba đứa chỉ có thể giáng gồng đứt dây áo để đối mặt. Tráng Thành nhìn đầu lân đỏ thấy quen quen, liền nhớ ra người đã đánh bại mình mấy hôm trước. Thấy ba đứa này không thể là người có nội lực siêu phàm như vậy nên Tráng Thành đạp đầu lân để chút giận, sau đó khi A Quyên có bố mẹ nghèo đi làm hoài, mà không có tiền nên không dám về. Khiến A Quyên tức giận lao lên, nhưng nắm đấm chưa trúng mặt Tráng Thành thì đã bị hắn đá một phát bay xa 8 dặm, sau đó đàn em của hắn cũng nhào lên hội đồng ba đứa. Bị đánh tưng bừng một trận, ba đứa bỏ lại đầu lân và về nhà. Đột nhiên có tiếng đánh trống vang lên thu hút sự chú ý của cả bọn, nhìn theo tiếng trống mới thấy có nhóm đang tập lân, ba đứa vừa ghen tị với vừa tủi thân. Nhớ lại lúc mình đi đâu làm gì cũng bị người ta xua đuổi, A Quyên quyết định không làm mèo ốm yếu nữa, muốn trở thành nghệ nhân múa lân như bọn chúng. Ba đứa đồng tâm hiệp lực giải phóng con hổ bên trong ra, hét như chưa bao giờ được hét. Nói là làm, sáng hôm sau ba đứa chờ để bái sư, cho dù nắng mưa sáng đêm vẫn kiên nhẫn chờ. Cho tới khi có ông lão ra thông báo sư phụ dạy lân đi công tác, nên đóng cửa 3 tháng. Ông lão biết ba đứa muốn học múa lân, nói được một câu thì ngủ một giấc. Sau cùng mới cho A Quyên bản đồ để đi tìm sư phụ khác. Thế là ba đứa lại trèo đèo lội suối không quản cực nhọc đi tìm người thầy được xưng là Hoàng Phi Hồng tái thế. Đi theo bản đồ tới một vách núi thì không còn đường để đi nữa,
A Cẩu không may còn bị té gãy tay. Ba đứa đành quay về và được ông lão cho một bản đồ khác, lại là chuỗi ngày đi tìm sư phụ khó khăn cực khổ. Lần này ba đứa dừng trước một con sông, nhưng vẫn quyết tâm đi tìm sư học đạo và cái kết A Cẩu vẫn su cà na. Không dám đi theo bản đồ nữa, lần này ba đứa vác luôn ông lão theo, gần ngay trước mắt mà tìm hoài không thấy là đây. Sư phụ mà mọi người hằng tìm kiếm ở luôn trong làng, có điều ông lão đã già đi cùng ba đứa, rồi mới từ từ nhớ ra nhà sư phụ nằm đâu. Nhìn quán bán cá khô rồi bu đầy như này thì không biết cao thủ tuyệt thế ở đâu. Một ông chú lôi thôi bước ra khiến ba đứa quay xe đi về. Nếu ông mà là nghệ nhân múa lân thì mình là siêu sao điện ảnh rồi. Chú Cường cá khô bật nhạc lên quẩy buổi sáng cho giãn gân cốt, sau đó lấy cái thùng giả làm đầu lân múa qua múa lại vô cùng uyển chuyển để xếp cá vào thùng. Ba đứa kia xem xong thì há hốc mồm, giờ mới biết ông chú lôi thôi này là chân nhân bất lộ tướng. Có điều nhà nào cũng phải có nóc, vợ chú Cường là cô chân cầm ngay con cá khô ra quyền chồng bầm dập, giục chồng đi giao cá lẹ cho khách chưa ở đó mà múa may quay cuồng. Chú Cường đành gác lại đam mê lên xe đi giao cá để kiếm tiền, ba đứa liền chạy theo chú Cường xung phong đi giao cá cho khách. Sau đó, A Quyên không ngần ngại đưa tờ quảng cáo cuộc thi múa lân cho chú Cường, hy vọng chú sẽ dạy ba đứa múa lân. Đam mê của chú Cường vừa bùng cháy trong chốc lát thì liền hiện thực vả cho vào mặt. Khách hàng chửi chú giao hàng trễ chưa kể, bộ dạng này còn đòi múa lân, về nhà tự soi gương xem bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ mộng. Chú Cường cũng tắt mộng quay lại làm người bán cá khô, cũng thấy ba đứa không có tố chất để múa lân, nên cho ba đứa tiền ăn kem rồi rời đi. Thế là ba đứa đi mua kem rồi ngồi trước cửa hàng cá khô ăn, thử thách 6 ngày 6 đêm đi theo chú Cường ghét vô. Cuối cùng chú Cường dẫn cả đến xem người ta múa lân, rồi đưa cho A Quyên chiếc mũ bảo hiểm nói cậu đi vài đường quyền cho mình xem. Sau đó nói với đội lân kia đây là những người có ước mơ đi thi múa lân, và cái kết bị cười vào mặt. A Quyên biết, trong mắt chú Cường ba đứa chỉ là những kẻ thất bại không làm nên trò trống gì, nhưng Lý Bạch từng nói trời sinh ta chắc chắn hữu dụng, cuộc đời mình sao mãi tầm thường được. Sau mấy lần nghe trích dẫn, thì chú Cường cũng thấy được sự quyết tâm cao ngất trời của A Quyên, rồi quăng cho mỗi đứa thêm một con cá để rèn sức, vì múa lân cần rất nhiều thể lực. Cuối cùng chú Cường cũng chấp nhận dạy múa lân. Chú Cường bắt đầu những buổi dạy múa lân từ xa, vừa dạy vừa canh nóc nhà lớn ngớ phát là bị cô chân cho ăn dép lào ngay. A Quyên cũng đem đầu lân đi sửa, giấu ông nội và ba mẹ việc mình đi học múa lân. Ngoài giờ học, ba đứa còn phụ chú Cường bán cá nên được cô chân để ý hơn trước. Ba đứa đi học lặn để rèn sức khỏe, mà hồi sau chỉ thấy cái thùng phi của A Cẩu trồi lên. Trải qua thời gian dài luyện tập, tình cảm của bốn thầy trò càng gắn bó, cô chân lâu rồi mới thấy chồng mình cười như đời ươi vậy. Trong khi đang ăn cơm, A Miêu nhắc lại cuộc thi trước mặt cô chân khiến chú Cường sợ teo, còn đang lươn lẹo chối bay thì vợ chú đột nhiên đứng dậy bỏ vào trong. Chú Cường lại sợ vợ mình cho ăn dép lào thần trưởng, nên quỳnh A Miêu cái tội nhiều chuyện. A Quyên và A Cẩu nguyện sẽ bảo vệ sư phụ trước sư mẫu, không ngờ cô chân vừa xuất hiện thì ba thằng ôn kia chạy mất dép, chuyện nhà thầy để thầy tự giải quyết. Chú Cường tưởng mình sắp tới số, thì cô chân đưa cho chú bộ đồ ngày xưa chú mặc để múa lân, còn dành việc đi giao cá ngày mai để chú Cường ở nhà coi tiệm tiện dạy dỗ cho bọn nhóc. Chú Cường cảm động ôm áo khóc hu hu. Nhớ năm chú mới 20 tuổi cũng là người múa lân giỏi nhất vịnh Bắc Bộ, ngay cả trong đám cưới của mình chú cũng tự múa luôn. Người quen thấy được thì chê cười múa lân là vô tích sự, cô chân không phải dạng vừa quay lại solo võ mồm luôn với ổng. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, múa lân không kiếm được tiền nên cô chân không cho chú múa lân nữa. Ăn xong ba đứa lại đi tập múa, A Cẩu lấy của nhà chồng được làm trống luôn, điều này khiến chú Cường không khỏi phiền lòng. Hôm sau cô chân chủ động nói chú Cường lấy tiền đi mua đầu lân và cái trống cho bọn trẻ tập luyện, để A Cẩu ngày nào cũng dùng bụng làm trống không tốt. Hai người họ không có con cái nên xem ba đứa nhóc cũng như con của mình. Chú Cường muốn đưa ba đứa đến một nơi nên bảo chúng lên xe cân bốn. A Cẩu nhìn chiếc ốc vừa rớt ra có hơi lo ngại, nhưng chú Cường dân chơi không sợ mưa rơi. Cuối cùng A Cẩu vừa ngồi lên bánh xe cũng nổ, vừa dồ ga thì linh kiện cũng rớt tùm lum. Đến nơi thì chiến mã cũng thành đống sắt vụn. Ba đứa vào trong xe mới biết đây là nơi bán đồ múa lân, màu gì cũng có. Sau khi mua xong, chú Cường dẫn họ đi đấu thử với một nhóm khác, đội nào đớp được bông cải xanh treo trên cao thì thắng. Đội bên kia nhanh chóng chiếm ưu thế, đạp bay A Quyên và lấy được bông cải trong một nốt nhạc, nhưng tên đầu xanh lại không muốn kết thúc nhanh như thế. Chúng nó còn muốn hành cho team A Quyên ra bã mấy lần rồi mới chịu thắng. Sau lần đi đấu thử, chú Cường an ủi ba đứa nó có một ưu điểm rất lớn, chính là chịu trận, chịu để người ta đánh chứ không đánh trả được. Còn nhược điểm thì may mà có đầu lân che lại nên thành ra không có nhược điểm gì. Ba đứa lại càng dốc hết sức luyện tập thể lực không kể nắng mưa, cuối cùng cũng làm nên được chút cơm chút cháo. A Quyên còn đi cạo luôn tóc của mình cho chiến. Đến ngày thi tuyển của cuộc thi múa lân, nhóm A Quyên không thấy chú Cường đến nên có chút lo lắng. Chú Cường còn đang bận đi mua chút đồ, trên đường nhìn thấy vợ mình vất vả chạy ngược chạy xuôi giao hàng, để mình có thể yên tâm dạy múa lân. Nhóm của A Quyên ban đầu tưởng bốc thăm chúng nhóm của Tráng Thành, không ngờ lại chúng ngay nhóm của thằng đầu xanh Thảo Mai kia. Cô chân chuẩn bị đi giao hàng tiếp, thì lại thấy chú Cường từ đâu ra giành đi giao hàng với mình. Mấy năm qua vì gia đình, nên cô chân đã không cho chú Cường theo đuổi đam mê khiến cô rất hối hận. Giờ đây lại thấy chú vì mình mà tiếp tục vứt bỏ đam mê tiếp, thì cô chân càng không muốn, giục chú Cường quay lại chỗ nhóm A Quyên.
không lấy được giải nhất thì đánh gãy chân, nóc nhà anh number one. Đến lượt nhóm A Quyên và tên tóc xanh mà chú Cường vẫn chưa đến, còn bị nhóm trắng Thành Khịa cho vài câu khiến ba đứa có chút rén nhẹ. Mọi người nhìn nhóm múa lần này mới toanh lên thi đấu, mà còn rón rén nên hét lớn giục ba đứa lên múa. Lúc này A Quyên lại nhớ tới con sư tử bên trong và lên luôn. Lúc chú Cường tới nơi thì chỉ thấy ba đứa ngồi bệt một góc, mặt đứa nào đứa nấy ủ rũ, chú Cường còn tưởng ba đứa rớt hết. Nhưng không ngờ A Quyên đưa ra vé dự vòng tiếp theo, để mừng chiến thắng cô Trân là một bữa ăn vô cùng lớn. Ước mơ của A Quyên cũng sắp thành sự thật, cậu có thể đến Quảng Châu thi đấu và gặp bố mẹ. Đột nhiên có người đến nói cho A Quyên biết bố mẹ cậu về rồi, A Quyên chạy như bay về nhà còn không quên cảm ơn Đức Phật đã nghe lời thỉnh cầu của mình. Không ngờ về đến nhà cảnh tượng đoàn tụ không như cậu mong đợi, bố cậu vì tai nạn ở công trường nay phải nằm liệt giường và tới giờ vẫn chưa tỉnh. Bây giờ chỉ có kỳ tích mới có thể giúp ông tỉnh lại. A Quyên lại chạy đến chỗ Đức Phật hỏi người làm sao mới có kỳ tích xuất hiện. Sau đó A Quyên về nhà thu dọn đồ đạc lên Quảng Châu, đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà. Chú Cường, cô Trân, A Cẩu và A Miêu ra tiễn A Quyên đi. Chú Cường còn đưa đầu lân cho cậu. A Quyên chắc kèo rằng mình kiếm đủ tiền sẽ quay về tham gia thi đấu tiếp, không quên dặn hai đứa bạn ráng tập luyện. Hội chị em bạn gì liền phóng xe theo gõ trống, dặn dò A Quyên phải nhớ lấy nhịp trống trong tim của nghệ sĩ múa lân. A Quyên lên Quảng Châu làm trong công trường xây dựng, lâu lâu gọi về cho chú Cường và anh em. Để kiếm thêm tiền, A Quyên làm đủ thứ nghề, từ phục vụ đến khuân vác khiến chiếc thân đã ốm yếu nay còn kiệt sức. Ở quê chú Cường và A Miêu, A Cẩu đi biểu diễn để kiếm thêm tiền, còn để lại một phần để giúp A Quyên chăm sóc cha mẹ. A Quyên không có nơi ở cố định, đến đâu thì tìm việc ở đó rồi lại đi tiếp, phải ngủ dưới gầm giường của người ta. Gọi về cho chú Cường còn không dám nói năng gì đã cúp máy. Lâu không thấy A Quyên trở về khiến hai chiến hữu A Miêu, A Cẩu sợ rằng cậu sẽ không trở về nữa. Lần này A Quyên nhận được công việc tiền lương gấp đôi nhưng ở tận Thượng Hải, cậu gọi về để báo cho mẹ một tiếng. Mẹ cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi để A Quyên gánh hết như vậy, nói cậu chịu không nổi nữa thì cứ quay về nhà. Nghe đến đây A Quyên liền bật khóc. Chú Cường cùng A Miêu, A Cẩu nghe tin đại hội múa lân sẽ được cử hành tại Vịnh Lệ Chi vào tuần sau, phần thưởng vô cùng phong phú, nhưng không biết liệu A Quyên có trở về để biểu diễn cùng cả đám nữa không. Lúc này A Quyên đang làm shipper, trên đường vô tình bắt gặp được cô gái lân đỏ năm nào, nên cô cho cậu đi quá giang một đoạn. Nhà lân đỏ cũng không thích cô múa lân, nên sau khi kết thúc đại hội lần này cô cũng sẽ gác kiếm, không hành tẩu giang hồ nữa. Chỉ là cô hy vọng lần này sẽ gặp được A Quyên, mang theo chiếc đầu lân cô tặng bước ra thi đấu. Trước khi tạm biệt nhau, lân đỏ còn không quên nhắc A Quyên, chính là người được hoa anh hùng rơi trúng. Ngày chú Cường, A Miêu và A Cẩu lên đồ, để đi thi đấu cô Trân còn chuẩn bị gói đồ siêu to khổng lồ, cho mọi người mang theo. Chỉ còn một ngày nữa là đi Thượng Hải làm việc, trong khi đứa bạn thì nghỉ ngơi còn A Quyên vẫn bất chấp mưa bão đi kiếm tiền. Lần này ship đồ ăn đến cho một đội múa lân đang luyện tập, thì bị chửi tơi bởi vì giao trễ. Có một tên tưởng như tốt bụng vì đã giải vây cho A Quyên, thì hắn lại quăng tiền xuống đất cho cậu nhặt. Khi rời đi, A Quyên còn nghe một kẻ chửi mình là phế vật, cậu liền nhấn mạnh lại cho hắn thấy mình không phải phế vật. Đến giờ cả nhóm vẫn không biết A Quyên có về không nên chú Cường sẽ là người thay A Quyên múa. Trước khi bình minh ló dạng, A Quyên đội đầu lân lên và đi vài đường quyền, tuy có vấp này vấp kia nhưng cậu cũng không dừng lại, tiếp tục múa đến khi trời sáng. Sau đó bỏ đầu lân lại và lên đường đi đón xe sang Thượng Hải làm việc. Bạn đi cùng A Quyên nhìn thấy đại hội múa lân náo nhiệt còn muốn vào xem, nhưng A Quyên từ chối, nói vậy rồi mà thằng bạn vẫn ráng vào xem cho biết rồi mới đi. Các nhóm múa lân lần lượt xuất hiện, vòng thi đầu tiên là freestyle. Ban giám khảo sẽ dựa vào biểu hiện trên sân để loại một nửa. Nhóm nào cũng dáng thể hiện hầm hố nhất có thể, chỉ có chú Cường là đứng yên. A Cẩu, A Miêu còn tưởng sư phụ đã viên tịch luôn rồi. Nhưng thực ra chú Cường chỉ đang đợi giám khảo nhìn sang đây rồi mới đi đường quyền, đi sớm quá chỉ tổ mệt người. Giám khảo vừa đến, chú Cường liền nói A Cẩu làm cầu sau đó, phi một vòng lên đứng trên người A Cẩu khiến đội nào cũng phải ngẩng đầu nhìn. Thế là đội của Cường cá khô được sướng tên vì biểu diễn vô cùng hay. Cô Trân ở nhà nhìn thấy chồng yêu trên TV thì vô cùng hưng phấn. Sang vòng 2 mang tên cướp tú cầu, tổng cộng có 4 đường đua, ai lấy được thì có thể tiến vào vòng trong, mỗi đội có thể cử ra 2 đầu lân. Nhưng đội chú Cường chỉ có 1 đầu lân nên chọn đường đua ít người nhất, những đội khác nghe xong liền chạy trên đường đua của chú Cường. Kết quả từ đường đua ít người nhất thành nhiều người nhất. Những đội khác biết tin Cường cá khô vô cùng lợi hại, nên hợp lực một con lân để đuổi tim chú Cường đi. Trận đấu bắt đầu, các đầu lân thi nhau hút đối thủ xuống nước, đội Cường cá khô bị các đội kia liên thủ bao vây tấn công nhìn vô cùng thảm hại. A Quyên nhìn lại tấm vé đi Thượng Hải trong tay mình có chút do dự, sau đó nhìn về phía đầu lân mà mình bỏ lại, nhớ tới lời dặn phải luôn là một con sư tử uy dũng. Chú Cường dùng hết sức bình sinh chen vào đám lân như săn sale shop đi. A Miêu bên trong cũng chịu hết nổi rồi, chú Cường tuổi già sức yếu nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Đến giờ phút này chú Cường đành tung ra bí kíp cuối cùng, lấy bom sinh học bản thân có sẵn ra áp đảo những đội khác. A Miêu và A Cẩu giờ mới biết vì sao sư phụ lại dạy mình nín thở. Từ bài học đầu tiên, chiếc chân vĩ đại của Cường cá khô đi tới đâu thì đội bạn xỉu tới đó. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, những đội khác còn đem theo chai xịt thơm để phong ấn mùi hương cá khô lại.
Ba đường đua khác đã kết thúc trận chiến, chỉ còn đường đua của Cường Cá Khô vẫn còn tranh nhau, nhưng đội chú Cường đã kiệt sức lắm rồi. Đột nhiên ở đường đua số 3 xuất hiện một đầu lân solo là phục binh của team Cường Cá Khô mang theo. Đầu lân thứ 2 xung trận, A Quyên thể lực tràn trề nhanh chóng đá bay những đội khác để giành được tú cầu. Ngay cả Tráng Thành cũng phải bật nút like cho A Quyên. Đứa bạn của A Quyên tự nhiên thấy bạn mình tốc biến lên đó thì có chút không hiểu. Vào đến trận bán kết, chủ đề tỉ thí là cướp cải xanh, mỗi đội sẽ chọn đối thủ đối đầu. Trên bục sẽ bày trận, đồng thời sẽ đặt 5 bó cải bông, đội nào giành được 3 bó cải đầu tiên sẽ chiến thắng. Đội của Tráng Thành đối đầu với đội Lân Vô Cực, nhìn thấy đối thủ nhỉnh hơn mình một chút, nên Tráng Thành liền dậm chân một cái thay đổi trận hình, khiến Vô Cực có chút hoang mang nhưng nhanh chóng đạp bay Tráng Thành xuống nước. Đội Cá Khô với đội Lân Xanh cũng ngang tài ngang sức, nhưng Lân Xanh nhỏ hơn đạp phải trận hình nên trượt chân, A Quyên lợi dụng cơ hội đạp luôn Lân Xanh xuống nước. Mọi người không ngờ một đội vô danh như đội Cá Khô lại là chân nhân bất lộ tướng. Trước khi vào chung kết, Tráng Thành còn ra nhắc nhở A Quyên, đội Vô Cực ra tay vô cùng tàn nhẫn. Chung kết lần này là có áp dụng trận hình ghế dài kinh điển, nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất khó điều khiển. Trận đấu bắt đầu, Vô Cực đã giơ chân ngáng đường nhưng Cá Khô vẫn giữ được bình tĩnh. Vô Cực cho Cá Khô một cước vào mặt muốn sang chấn tâm lý nhưng A Quyên vẫn dáng giữ thăng bằng. A Quyên không cam lòng đưa chân đá bay tú cầu xuống dưới khiến cả hai đội trong thế lộn ngược. Đánh qua đánh lại một hồi không ngờ lại huề, bên nào cũng lấy được tú cầu. Cuối cùng đành nhờ tới hiệp phụ để phân thắng thua. A Cẩu tranh thủ sửa lại đầu lân, chú Cường bôi thuốc cho A Quyên và dặn ba đứa phải đặt an toàn lên trên. Nội dung hiệp phụ sẽ là hai đội sử dụng cột cao để tự biểu diễn một đoạn múa lân. Trên cột của mình, nhìn dàn cột dài tít mù không thấy điểm dừng, đặc biệt còn được ban tổ chức nâng lên tận 16 mét, khoảng cách giữa các cột còn xa gấp đôi bình thường. Này đúng là không để cho ai sống nữa rồi. Vô Cực biểu diễn trước leo lên những chiếc cột vô cùng bá đạo, di chuyển nhẹ nhàng nhanh gọn một phát đã tới những cây cột xanh dương cao 16 mét. Biểu diễn đẹp như này mọi người đều nghĩ có khi ấm luôn giải quán quân không chừng. Đến lượt đội Cá Khô thì lại gặp phải biến cố lớn, chân của A Quyên bị thương phải nghỉ ngơi. Tráng Thành còn xung phong thi đấu hộ nhưng vậy là phạm quy. Chú Cường muốn bỏ thi đấu để A Quyên được nghỉ ngơi, nhưng cậu tự tin mình có thể thi đấu tiếp, giống như sư phụ từng dạy sư tử phải chiến đấu tới cùng. Trước khi thi, chú Cường còn động viên A Quyên hãy trở thành con sư tử mà cậu muốn. Đội Cá Khô bước vào vị trí trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Sau đó, theo tiếng trống của A Cẩu leo lên mấy cái cột vô cùng nhẹ nhàng, đi qua dây cũng thành công. Mà xui rủi sao A Cẩu dán băng không chặt nên một bên mặt lân rơi xuống mất tiêu. A Quyên và A Miêu đã bước gần tới những chiếc cột 16 mét. Hai người tích tụ đan điền phóng lên, A Miêu bị trượt chân suýt té, nhưng cuối cùng hai người kịp thời sửa chữa vô cùng đặc sắc. Chỉ còn cách đích đến một bước nữa thôi là xong. A Quyên lại nhìn thấy cột chống trời trước mắt mọi người, đều ngạc nhiên vì A Quyên muốn nhảy lên đó. Nhưng mục đích để cột chống trời ở đó là dặn mọi người núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, sẽ luôn có những kỳ tích bạn không thể đạt tới. A Quyên nhìn tấm hình chụp với bố mẹ hỏi A Miêu có tin vào kỳ tích không. Khoảng cách này chỉ một người đi được nên A Quyên nhờ A Miêu giúp mình. Một cơn gió lớn thổi qua khiến bệ đỡ của cột chống trời bị rời ra. A Cẩu cùng mọi người dựng bệ đỡ lên, lân đỏ thay thế chỗ của A Cẩu đánh chống cho A Quyên. Chú Cường có hơi sợ nhưng A Quyên đã ra dấu hiệu khiến chú đồng ý. Những đội khác liền đánh chống như muốn cổ vũ cho bước nhảy làm nên kỳ tích của A Quyên. Cậu liền đội đầu lân vào lấy đà và chuẩn bị nhảy. A Quyên nhớ tới ngày xưa khi bố dẫn cậu đi xem múa lân và nói cho cậu biết tổ tiên đã tạo ra đầu lân uy phong lẫm liệt để đuổi con điên đi, cũng chính là gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng. A Miêu ở dưới đẩy A Quyên lên trên. Trong khoảnh khắc đó, lân đỏ đã nhìn thấy con sư tử bên trong A Quyên thật sự xuất hiện. Cuối cùng chỉ có đầu lân cắm trên đỉnh, còn A Quyên rơi đầu xuống dưới mất tiêu. Kỳ tích mà A Quyên đạt được cuối cùng cũng xảy ra với bố cậu. Phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau, nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra phim mới nhé.